Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Đen. Trong bài tập hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một thẻ product card với đầy đủ chức năng mà không cần dùng đến CS. Các thẻ card là loại thẻ mà 100% tất cả các trang web về thương mại mua bán đều phải có. Điểm nổi bật ở bài tập này nó không chỉ là về vấn đề hiệu ứng mà đặc biệt nhất nó là việc chúng ta có thể xem được các màu sắc khác nhau mà không cần dùng đến CS. Dành cho những bạn không biết thì kênh của mình cũng có hai series, một là series học web animation thông qua các bài tập cơ bản dành cho người mới và một là thông qua các project thực tế. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì bắt đầu nào. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hai tấm hình. Đây, một cái màu xanh và một cái màu đen. Mọi người có thể dùng bất cứ hình nào mọi người muốn nhé, nhưng mà mọi người nên chọn những tấm hình nào nó có một cái form gần giống nhau để dễ tạo ra hiệu ứng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ đi tạo một file, đó là file index.html. File thứ hai là style.css. Ở index.html mình sẽ format theo HTML5. Mình nhúng link CSS vào. Đây là trang web hiện tại của bọn mình. Mình search một từ khóa Font Awesome CDN. Đây là một thư viện giúp mình tạo ra những icon cho web nhanh hơn. Sau khi tìm ra được thì mình copy luôn dòng đầu tiên này. Mình từ chân C. Sau đó mình sẽ dán nó vào ngay sau style.css. Đây, dán nó vào đây. Vậy là xong công đoạn chuẩn bị. Giờ về lại code. Đầu tiên mình cần tạo ra một thẻ card. Trong thẻ card mình sẽ chứa một cái div tên là basic info. Trong basic info này thì nó sẽ gồm có một cái div chứa title. Title thì sẽ gồm có category, name và một info ngắn. Thì đầu tiên là category, loại danh mục chẳng hạn như là noi. Tên sản phẩm, name chẳng hạn như là Son Goku đi. Mình ghi vậy thôi nhé. Và cuối cùng là một cái info ngắn để giới thiệu sơ quan, mình đặt là info chẳng hạn như là new product của năm 2022, thì new product 2022 đó. Tiếp tục, bọn mình cần đến một cái div tên là email. Email này sẽ chứa rất nhiều hình ảnh nha mọi người. Trong mỗi email này nó sẽ chứa một div tên là img. Trong mỗi img này nó lại chứa div item và sẽ có rất nhiều item tương ứng với rất nhiều hình ảnh. Mình khai báo item tương ứng với mỗi item thì mình sẽ có một hình ảnh. Mình dán link nó vào đây, chẳng hạn như là green.png. Đây chính là nó. Nhưng mà mọi người lưu ý trước đó là trước mỗi cái email này mình sẽ khai báo một cái input radio. Mình sẽ đặt name cho nó là color và một cái id cho nó là green. Đó, như thế này. Và bây giờ mình muốn có hình thứ hai thì sao? Mình lại copy từ đoạn item này, cần xuống và pass nó vào tương ứng với hình thứ hai. Đây, hình thứ hai đây. Và hình thứ hai bây giờ sẽ có màu đen. Đó. Vậy thì cái input đại diện cho màu đen cũng sẽ có ID là black. Ok, như thế này nha. Bây giờ mình sẽ qua CSS mình làm việc cho nó. Đầu tiên, mình khai báo một root. Đây, 2 chấm root. Bây giờ trong root này, những màu sắc nào mà mình thường xuyên dùng lặp đi lặp lại, mình sẽ viết nó vào đây để tí nữa chỉ cần gọi ra thôi, không cần phải viết lại quá nhiều lần. Chẳng hạn với màu green. Mình đặt một màu green với mã màu chuẩn bị sẵn, đó là thăng 3BE798 chấm phẩy. Vậy với một màu khác nữa là màu violet, một màu hơi tím, thì mình đặt là violet 2 chấm thăng và dán màu vào. Và một nữa, màu nữa đó là màu dark, màu hơi tối tối đó mọi người, thì mình đặt là dark 2 chấm và dán mã màu đó vào. Đó, như thế này. Bây giờ ở dưới, từ giờ ở dưới á, lúc nào mình muốn dùng những mã màu này nè, mình chỉ cần gọi đến green, violet, dark nó sẽ tự hiểu. Giờ đến với body. Mình khai báo body sẽ có here bằng 100VH. Mình cho nó một cái overflow sẽ bằng hidden. Tiếp tục, mình cho nó một cái font family sẽ bằng system UI. Đó, tiếp tục, mình cho nó một cái background image. Đây mọi người nhìn nha. Mình background image này mình sẽ chọn loại đó là liner gradient. Mình muốn cho nó chạy từ dưới lên trên và qua bên phải thì sao? Thì cho to top lên trên và qua bên phải to top right. Mình chọn hai mã màu là từ green qua violet thì sao? Đây, từ hai mã màu này thì mình ghi như thế này. Và mở ngoặc green phẩy và mở ngoặc violet. Đây, từ right này viết là đúng nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Mình muốn lấy màu này thì mình chỉ cần ghi và green và violet, nó sẽ tự nhận luôn. Xuống dưới kia mình làm vậy. Thường thì mình chỉ sử dụng nó vào những cái mã màu mà nó quan trọng mình hay là đi lặp lại thôi nha. Tiếp tục,
Giờ đến cái thẻ card của mình. Thẻ card này thì mình sẽ căn dựa nó bằng việc dùng position bằng absolute cut off 2.50%, cắt left 2.50%. Sau đó mình dùng một cái là border radius bằng 30 pixel. Radius bằng 30 pixel. Mình cho nó một cái transform. Change lane bằng -50%, phải -50% để căn vô giữa. Đó là căn vô giữa rồi đó. Tiếp tục, mình cho nó một cái width là bằng 300 pixel thôi. Và đương nhiên phải có một cái background. Background color. Và mình chọn đến vàng và lấy cái màu đá, màu hơi tối này, dán vào. Đó, đây chính là nó. Tiếp tục đến với basic info. Basic info. Mình cũng sẽ cho nó một cái background luôn. Background color như là này mình chọn màu hơi sáng một xíu. Màu này mình ít dùng nên mình chỉ cần ghi đây thôi là được, không cần phải lưu lại. Đó, màu như thế này. Tiếp tục mình cũng cho nó một cái border radius bằng 30 pixel để bo tròn. Và một cái bezin bằng 25 pixel. Cuối cùng thì mình cần một cái position relativity để tí nữa lỡ đâu có những thằng con nào muốn phụ thuộc vào nó thì nó sẽ nhận relativity là làm mẹ. Đây chúng ta zoom nhỏ hơn để nhìn thấy nó rõ hơn nha. Đây mọi người thấy không? Nó đang ở đây nè. Tiếp tục bây giờ bọn mình sẽ đi CSS cho những cái chữ này. Thì những chữ này nằm ở đâu? Đây. Đầu tiên nó nằm ở title, sau đó là category, name và info đúng không? Thì mình viết lại thôi. Chấm. Title và category phẩy. Tiếp tục là thẻ info. Mình muốn hai thẻ này đều có một cái font là bằng 600. Là độ đậm đó mọi người, độ đậm của chữ tôi chọn là 600. Đó, đậm hơn rồi. Và mình muốn cho nó một cái font size thật là nhỏ vào. Đó, rất nhỏ. Tiếp tục là đến với thẻ name thì sao? Thẻ name nằm trong title và tên là name. Đấy, như thế này. Thì mình sẽ có font lần này mạnh nhất có thể là bold. Và một cái font size thật lớn để nhấn mạnh. Thì mình cho là loud. Đó, to hơn rồi. Và đương nhiên là phải có một cái bezin bottom để cắt hai cái dòng này ra. Thì mình dùng một cái bezin bottom bằng 3 pixel. Ok. Giờ mình sẽ đi xử lý những cái tấm hình này. Những tấm hình này thì đương nhiên nó đang ở thẻ email đúng không? Chấm kẹt chấm email. Email mình sẽ cho nó một cái position là relative luôn. Tiếp tục mình cho nó get index bằng 1. Và một cái text align bằng center để căn giữa. Mình đặt get index bằng 1 và để tí nữa nếu có phần tử nào nó nhỏ hơn get index bằng 1 á, thì nó sẽ bị nằm sâu mọi người. Đây là một thuộc tính để giúp bọn mình xem thử là cái thành phần nào sẽ bị đè lên thành phần nào mọi người. Thành phần nào có get index lớn hơn sẽ được đè lên phần tử có get index nhỏ hơn. Giờ đến với cái thẻ email thực sự thì nó sẽ là kẹt.img và thẻ email này thì sao? Mình cho nó push bằng 100%. Đó, giờ rất nhỏ rồi thấy không? 100%. Tiếp tục, mình cho nó mặc định transform. Mình cho là scale là cái độ lớn đó mọi người, độ zoom ra là bằng 1 thì có nghĩa là nó vẫn như ban đầu nha, không thay đổi. Nếu mà 1.2 thì nó sẽ bị lớn hơn một xíu. Đó mọi người thấy không? 1 chấm là mức độ góc 100% là nguyên bản. Và sau đó mình dùng rotate để làm gì? Để xoay nó một góc 20 độ. Đây mọi người nhìn này, đó thì xoay một góc 20 độ. Tiếp tục, mình dùng change situation là bằng 0.5 giây. Đây, mình sẽ tới một việc khác nữa. Bây giờ mình muốn là những thành phần nào mà nó có cái input này nó đang được ấn vào checkout thì nó mới hiện. Còn những cái thằng nào, những thằng hình nào mà đang có input này không được tích vào thì nó sẽ không được hiện. Giống như khi mình tích vào màu đen đó mọi người, tích vào input black đúng không? Đây này mọi người này, nhìn này. Khi mình cố tình tích vào cái input có ID bằng black á thì cái này này nó mới hiện lên. Và khi ấn vào green á thì cái này nó mới hiện lên. Thì phải làm sao? Thì đầu tiên mình sẽ có display none trước đã. Đó, display none nha. Nhưng mà bây giờ này, bây giờ mình muốn khi nào cái nào được tích vào thì nó sẽ được hiện lên đúng không? Thì đây, làm sao để bắt được sự kiện đó? Mình có chấm img, bên trong img có một cái input đúng không? Đấy, nó sẽ như thế nào? Bắt sự kiện khi nào được check out, khi được check rồi thì sao? Thì nó sẽ chọn đến cái img gần đó và cho display bằng block hiện lên. Thử đi nha. Mình ấn vào đây. Ấn vào thử đó này hiện lên màu đen. Vậy mình ấn vào đây. Đó nó hiện lên này. Ấn vào cái trước nó hiện lên màu này. Ấn vào cái đen thì nó sẽ hiện lên màu đen. Đó là như vậy. Nhưng mà đương nhiên mặc định nó phải có được một cái đã được ở trạng thái hiện nào đúng không? Đâu thể nào mà mình vừa vô trang nó chẳng có hình nào xuất hiện được. Vậy thì mình sẽ cho cái đầu tiên được check sẵn. Đó thì vừa vô lãng người ta đã thấy cái màu này rồi, sau đó người ta muốn chọn một khác thì người ta ấn vào thôi. Tiếp tục mình sẽ đi đến cái hiệu ứng đằng sau cho nó, mình làm màu nó một xíu nha. Mình chấm ha, mình muốn tạo ra một cái hình tròn đằng sau đó mình thì sao? Chấm img, mình có before mình cho position là bằng absolute, position bằng absolute width mình cho bằng 200 pixel và đương nhiên nghe mình cho 200 pixel để tạo ra hình tròn và border radius bằng 50%. Tiếp tục phải có content bằng rỗng.
thì cái before này nó mới thực hiện nha mọi người. Sau đó mình cho nó một cái transform để canh giữa, thì âm translate sẽ bằng âm 50% và âm 50%, thì nó sẽ tự canh giữa tấm hình, và một cái background để nó hiện lên. Mình sẽ chọn lại một cái hình nào đó, nhưng mà cái màu nó sẽ tối hơn một xíu. Khăn E7 đi. Đó nó này đây mọi người thấy không. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái Z index bằng âm 2 để nó luôn nằm sau. Đó, tiếp tục mình sẽ cho nó cắt tóc 2.50%, cắt led 2.50%. Đó, chỉ nó này ở đây rồi, mọi người thấy không? Nó đang ở ngay đằng sau tấm hình này luôn. Đây chính là cái màu mình đang muốn. Tiếp tục mình muốn tạo ra một cái bóng đằng sau nó nữa thì làm sao? Mình sẽ copy luôn. Thôi khỏi copy, để làm từ từ cũng được. Thì đây, mình muốn tạo ra một cái bóng đằng sau ngay chỗ một cái bóng cho cái giày á thì làm sao? Mình lại có cả chấm email, lần này mình sẽ dùng after. Đây, cũng dùng position là absolute để nhận thằng mẹ nó là relating. Sau đó mình cho nó cách bắt tầm bằng 0. Mình lần này chỉ cho width nó bằng 70% thôi. Và một cái hair sẽ bằng 40 pixel. Cho nó một cái background để mình dễ nhìn trước. Mình chưa thấy nó được, tại sao? Tại vì mình chưa có content. Before và after chỉ hiện lên khi nó có content thôi. Đó, nó đang ở đây. Bây giờ mình sẽ căng một xíu nha. Đầu tiên mình muốn nó cắt cái bên phải 30 pixel. Đó. Tiếp tục, mình muốn cho nó Z index bằng âm 1 để luôn nằm sau. Mình cho nó một cái border radius bằng 50% để bo góc lại. Mình cho nó một cái opacity bằng 0.2 để làm mờ. Và một cái filter blur để làm nhòe. Tầm 10 pixel, mọi người sẽ thấy nó nhòe đi. Để nó giống một cái bóng hơn. Đó. Và đương nhiên mình cho nó một cái transition bằng 0.5 giây. Để khi chuyển động trong vòng 0.5 giây cho nó. Đây, tiếp tục mình cũng đâu thể để nó hiện mất input như thế này đâu, đúng không mọi người? Bình thường vô trang có ai để như thế này đâu. Thì mình sẽ ấn nó đi bằng cách nào? Mình cho nó lại input 2 chấm. À, mình chỉ quản lý trong email thôi nha. Email input. Để nó không ảnh hưởng tới những phạm vi khác. Thì sao? Mình sẽ cho nó một cái position là absolute. Để không chiếm vị trí của những thứ khác. Và sau đó thì có một cái opacity bằng 0. Đó. Giờ bọn mình đi đến phần thứ hai, đó là phần color, phần màu cho nó. Mình là phải về lại trang index. Đây, color vẫn sẽ nằm trong basic info nha. Tiếp tục, đến color mình sẽ đặt class color. Đó, trong mỗi color này nó sẽ gồm nhiều label. Mỗi label này tương ứng với một cái for. For này mọi người, for này mình sẽ chọn tới từng cái ID mà mình muốn luôn. ID của cái màu mình muốn, đây là green đúng không? Mình dán vào đây. Mình sẽ viết nó ra rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Sau đó mình sẽ đặt cho nó một cái name. Chẳng hạn như name bây giờ sẽ là name green nha. Green viết hoa chỉ cái đầu. Sau đó nó sẽ có thêm một cái ellipse hình tròn. Đương nhiên là ở đây thì bọn mình phải tự style background cho nó rồi. Tại vì mỗi màu nó lại khác nhau mà, mình đâu có thể chủ động đi làm bên select được đâu. Thì một màu nào đó nó hơi bị xanh lá cây một xíu là được. Cứ chọn lại thôi. Đây, và đương nhiên phải có một cái thứ hai nữa là dành cho màu đen. Label của màu đen thì đương nhiên phải chọn đi cái ID black này. For black. Màu black. Đó, như thế này. Bây giờ mình sẽ nói nhỏ rõ hơn nha. Khi mà người dùng sử dụng con chuột đây này, người dùng click vào một cái label nào đó, nếu cái label đó có cái for chọn đến ID nào thì tự nhiên người dùng sẽ tự click vào cái input này luôn. Đây, mình qua đây mình cho mọi người thấy này, mình sẽ cắt cái opacity này đi. Có phải green này là của cái màu trên đúng không? Và black này là cái của dưới đúng không? Bây giờ mình click vào chữ black này. Đó, black nó tự ăn luôn. Tại sao mọi người? Tại vì black này này, tại vì cái label này này nó được liên kết với cái ID là green và liên kết với cái ID là black. Đó. Sorry mọi người, mình nói lại nha. Cái label này này vì nó được liên kết với cái black cho nên khi mình ấn vào chữ black á thì cũng đồng nghĩa với việc là mình vừa click vào nút input radio của black luôn, mà khi click vào nút input radio của black á thì tấm hình của black nó sẽ hiện lên thôi. Vậy bây giờ mình click vào chữ green thì green là hiện đó, ok không? Nên mọi người khi làm á, bao nhiêu tấm hình của mọi người không quan trọng, bao nhiêu màu sắc quan trọng, mọi người cứ làm theo đúng cú pháp này. Đầu tiên là phải có một cái label, đầu tiên là phải có chi cho nó những cái item này ra, sau đó tương ứng với mỗi item sẽ có một cái input riêng, mỗi cái input này sẽ có ID tên đại diện cho cái màu sắc đó, và đương nhiên là với mỗi cái sau mỗi cái input đó sẽ có một tấm hình, được chưa? Và cuối cùng nó phải được liên kết với một cái label for cho đến cái ID của nó. Ví dụ bây giờ mình tạo thêm một cái tấm hình nữa, chẳng hạn như ở đây mình muốn nó có thêm một cái màu nữa là màu yellow đúng không, thì ghi ở đây ID là yellow, name là color, một cái màu nào hình nào đó chẳng hạn như là yellow.png. và đương nhiên ở dưới này này, cái label này này, label cho màu màu vàng đi, sẽ có là for ID của màu vàng là yellow luôn, for yellow đó, kiểu như vậy thôi. Rồi bọn mình tiếp tục bài nha. Mình sẽ trở về ban đầu cho nó như thế này.
Tiếp tục mình sẽ đi select cho những cái nút green này luôn. Đầu tiên với chấm color, mình có color mở ngoài. Mình cho nó một cái display bằng flex để nó nằm cùng hàng với nhau. Display bằng flex. Đó, nằm cùng hàng liền. Tiếp tục, mình cho nó một cái font style bằng XML siêu nhỏ. Tiếp, mình cho nó một cái text align chỉ bằng center. Tiếp tục với cái label bên trong. Label bên trong color, mình lại cho nó một cái margin right bằng 10 pixel để cắt nó ra. Cắt ra. Đây, mình sẽ dùng nó như thế này. Tiếp tục, một cái margin right để cắt nó ra. Sau đó mình sẽ đi đến với cái name của nó thì sao? Thì trong nó này, chấm color s, chấm name là mấy chữ đó mọi người. Thì mình muốn cái name này có margin bottom bằng 5 pixel. Để nó cắt cái hình mà mình chuẩn bị tạo ra đây. Hình mà mình tạo ra như thế này đây. Color s, chấm name, soi, chấm ellipse là những cái hình tròn mình vừa tạo lát bên kia ra này. Mình sẽ cho nó một cái width bằng 40 pixel và 40 pixel, một cái ngang cũng bằng 40 pixel để tạo ra hình vuông. Đó, sau đó dùng border radius 50% để tạo ra hình tròn. Đấy. Tiếp tục. Cái này mọi người, khi mọi người rờ vào này, mọi người thấy nó vẫn là cái mũi tên không? Mình muốn đổi cái mũi tên thành một cái hình bàn tay thì sao? Mình dùng phương pháp này. Cursor bằng pointer lưu lại, rờ vào. Đó, nó lưu lại, thử ra nha. Đó, mọi người thấy không? Mỗi lần mình rê vào á thì nó sẽ biến thành bàn tay. Ok. Bây giờ mình bấm vào green đó, thì nó hiện green này. Bây giờ mình ấn vào black này thì đổ vào black đó, mọi người thấy không? Bình thường người ta vẫn làm chức năng này bằng JS mọi người, nhưng thực ra mình vẫn có thể làm nó bằng HTML CSS bình thường, vô tư. Tiếp tục, mình đi đến nội dung phần ở dưới nữa. Nội dung ở dưới thì nó sẽ nằm ngoài cái basic info nha. Mình muốn nó bị thôi cái màu trắng này đó, mọi người. Mình muốn viết cái nội dung đằng sau này ở dưới cái màu đen cơ, thì mình sẽ rời khỏi cái basic info, bởi vì cái basic info này nó đang có màu trắng đó, thì mình sẽ viết nó ngoài đây. Mình tạo ra một class tên là more này, không tin mọi người thử này, viết hai cái dán nó là màu đen thấy không? Ok. Trong basic info thì nó sẽ cùng có hai cái bit, một bit chứa ngôi sao và một bit chứa giá tiền. Thì đây mình sẽ ghi là chấm style sao và một cái bit nữa là price, chẳng hạn mình ghi giá tiền của nó là ghi đại thôi, 23.09 đi. Đó, như thế này. Đó, mọi người thấy nó không? Tiếp tục với những ngôi sao thì mình lấy ở đâu? Mọi người có chú ý là hồi nãy bọn mình đã lấy cái funnel xong rồi đúng không? Thì bây giờ mình truy cập vào trang chủ của nó để lấy những cái biểu tượng ngôi sao mà nó đã cung cấp sẵn. Đây mình nhấn vào icon. Mình chọn style. Đó, nó sẽ ra rất nhiều, mình sẽ chọn cái này nha. Mọi người chọn cái nào tùy ý thôi. Mình copy, sau đó mình dán hình người vào đây. 1 2 3 4 5. Thử lại. Đây chính là 5 ngôi sao. Giờ mình sẽ đi select cho nó luôn. Nó nằm trong class more. Đấy, more. Thì class more này mình cho nó basin bằng 25 pixel. Tiếp tục chấm more này, mình chọn đến cái span phẩy và cả cái grind nữa. Mình đều muốn format cho nó ở dạng đó là display bằng inline block để nằm chung một hàng. Đó, nằm chung một hàng rồi. Nhưng mà riêng cái grind này mình copy lần nữa, bởi vì mình muốn nó nằm bên phải thì sao? Mình dùng plus và grind để căng về bên phải. Đó. Ngoài ra mình sẽ cho nó một màu hơi sáng một xíu, là một color thăng 3 chữ E, một màu hơi sữa. Đấy, mình cho nó một cái font que đậm hơn một xíu, 600. Và mình muốn cái chữ này nó cắt giãn ra một xíu thì mình dùng letter spacing. Letter spacing là thuộc tính giúp cho các chữ trong văn bản sẽ giãn ra một xíu. Mình muốn nó giãn ra một pixel. Đó. Ok. Tiếp tục mình lại về với star. Star này, bây giờ mình muốn mặc định cho nó một cái color, cái màu hơi tối một xíu, chẳng hạn như là 9B9A9A, hơi tối. Đó, màu hơi tối như thế này. Vậy làm sao để phân biệt với những cái ngôi sao đang được có đi, chẳng hạn như 5 đánh giá được 4 sao thì phải có 4 ngôi sao màu sáng đúng không? Thì đây mình tạo ra một class tên là test yellow nhằm ám chỉ rằng những cái đoạn test có class này sẽ có màu vàng. Mình chọn là color 2 chấm yellow. Đấy, yellow. Sau đó mình copy đoạn này qua. Copy class này và những cái y mà mình muốn, chẳng hạn như là 4 sao đúng không? Mình sẽ dán nó vào 4 cái đầu tiên. Ctrl V, dán vào. Đó, đây chính là nó. Cái màu vàng này nó hơi ổ dề, đâm ra mình sẽ muốn cho nó tối hơn một xíu. Ok. Rồi, xong. Tiếp tục. Mình cần tạo ra một cái icon giỏ hàng ở đây thì làm sao? Icon giỏ hàng đó mình muốn nó nằm bên trong cái basic info này và nằm ngay dưới cuối cùng này luôn. Đây thì mình chờ tới basic info. Theo đường mũi tên thì mình muốn tạo ra nó ở đây. Chấm. Mình sẽ đặt tên cho nó là app cạc. Ok, trong app cạc mình lại qua font awesome để đi tìm một cái thẻ cạc cho nó. Mình ghi là shop nhé, mình ghi gì cũng được. Shopping. Đây mình sẽ tìm tới.
Mọi người có thể dùng bất cứ hình nào nha. Đây mình sẽ dùng cái này, mình copy mình dán vào đây xem nó chạy không. Đây chính là nó mọi người. Bây giờ không cần trang này nhé, mình tắt. Bây giờ mình qua select cho nó luôn ở trong một cái app card chấm app card. Thì sao? Đầu tiên mình cho nó một cái position là bằng absolute, mình cho nó một cái width là bằng 100% và cắt button không. Đấy, cắt button là cắt đây mọi người, bởi vì nó nằm trong cái base info mà. Tiếp tục mình đi đến cái thẻ y, chính là cái hình rõ hàng đó. Thì sao? Mình có chấm app card thẻ y, mình sẽ CSS cho nó. Đầu tiên mình cho nó position là bằng absolute để căn chỉnh nó. Mình cho nó một cái width bằng 50 pixel, một cái hair bằng 50 pixel. Mình cho nó một cái background color, mình lại dùng một cái màu trên này, trên root đây này là green nha. Thì sao? Mình lại khai báo là van, trong van mình chọn green đó. Tiếp tục mình cho nó một cái color thanh 222, màu hơi tối. Một cái display bằng flash để căn chỉnh bên chữ, để căn chỉnh bên trong. Just content center để căn giữa theo chiều ngang, và align item center để căn theo chiều dọc đó. Tiếp tục mình cho nó một cái border radius bằng 50% để tạo hình tròn. Bây giờ mình sẽ đi cho nó những cái thuộc tính khác, giống như mình muốn cắt roi cho nó bằng 90 pixel thôi thì nó sẽ qua bên phải. Sau đó mình muốn cắt bottom âm 25 pixel, nghĩa là một nửa thôi đó, nằm ở đây. Cuối cùng mình lại cho nó một cái border radius, border color thôi nha mọi người, càng dày càng tốt. Mình sẽ cho nó tầm 5 pixel và màu sắc thì trùng với cái màu đát này, thì mình dùng vàng đát đó. Đây chính là nó. Bây giờ mình sẽ cho nó thêm một cái transition bằng 0.5 giây, để tí nữa nếu nó có hoạt cảnh xảy ra nó sẽ chạy từ từ trong vòng 0.5 giây. Ok, tiếp tục mình muốn tạo ra một cái đường viền này để nó tạo ra một điểm hình điểm nối như thế này, để nhìn nó bớt fill ra thì sao. Mình lại dùng before của app card before. Đây như sau, đầu tiên mình cho nó một cái position là absolute width để căn chỉnh vị trí. Mình cho nó cách button bằng 0. Mình cho nó cách roi. Roi mình chưa tính được, tại vì mình khoan đã nha. Mình cho nó cách background để mình dễ nhìn trước, cách background bằng rest đi. Đấy. Sau đó mình sẽ cho nó một cái width bằng 47 pixel. Nhỏ thôi. Và một cái hair bằng 38 pixel. Một cái content bằng rỗng để nó hiện lên. Đây chính là nó. Bây giờ mình sẽ căn này. Mình căn roi cho nó nằm sát cái hình tròn. Tầm 40-50 gì đó, cho nó nằm giữa hình tròn. Mọi người cứ căng thôi, cứ căng cho đến lúc nào nó ở vị trí này là được. Tiếp tục mình cho nó một cái border radius ở vị trí này để bo góc lại. Thì sao? Nó sẽ là border ở vị trí bottom và nằm bên left. Radius mình cho tầm 55% đó, nó sẽ tạo một đường viền như thế này. Tiếp tục mình sẽ tạo cho nó một cái bóng. Cái bóng của nó thì mình sẽ dùng đó là box shadow. Mình sẽ dùng box shadow nha. Box shadow. Mình không muốn nó căng bên trái phải hết, nhưng mà nó muốn lùi xuống tầm 10 pixel thì sao? Tầm 20 đi, có thể 10 cũng hơi ít, 20 pixel. Và những tham số còn lại không thay đổi để mặc định, và chọn một màu sắc cùng với màu nền đằng sau là màu đen. Đó, mọi người thấy không? Nó bị biến mất này. Thật ra nó không hề biến mất mọi người, mà chẳng qua nó cùng màu nền thôi, thì đâm ra nó tạo ra được một hiệu ứng như là cái đường cong á, rất là đẹp đúng không? Và bây giờ với màu đỏ này thì mình làm sao? Mình bỏ màu đỏ đi bằng cách mình dùng transparent, nghĩa là trong suốt. Vậy đây chính là thành quả của mình. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nếu mà cảm thấy chưa cân lắm thì mọi người cứ căng căng lại mấy cái tham số như là width, hair là nó sẽ tự căng thôi. Tiếp tục bên trái kia thì sao? Bên trái kia thì sẽ có là app cạc 2.2. After và before này, nó giữ những thông tin rất giống nhau, chẳng hạn như là position app giống nhau này, bottom giống nhau này, background color giống nhau này, width hair giống nhau này. Nó giống nhau quá mình cứ làm rồi thì cực, mình dán ở đây luôn. Mình dán ở đây và mình thay bằng dấu phẩy. Đó, nó sẽ tự hiểu luôn. Còn bây giờ những cái tham số nào khác nhau á thì mình lại đi viết lại thêm một lần nữa. Chẳng hạn như cái actor mình muốn nó căng từ bên trái mà đúng không, thì cái bên phải này không còn dùng được nữa, thì mình cho right bằng unset không tính cho actor. Sau đó mình căng ngược lại về bên trái là left tầm 100 pixel đi. Đây nó chưa được này mọi người thấy không, thì mình cho 107 đó. Tiếp tục giờ mình đâu dùng border left radius nữa đâu, thì bây giờ mình sẽ ngược lại với nó mà đúng không, thì mình sẽ dùng là border radius right. Đây thì cái mặc định của thằng left này mình sẽ cho bằng 0 đã, sau đó mình ngược lại mình sẽ dùng cái bên right của nó right. Và cái box shadow thì sao? Box shadow khả năng là vận dụng nguyên. Đây này, cái radius này mình cho bao nhiêu? Mình cho nó giống nhau lại nha mọi người. Cho nó cân đều thì đều là 55% hết. Đó, đã tạo ra được. Đó, nhiệm vụ của mình là tới đây là coi như được xong rồi. Bây giờ phải sẽ đi đến công đoạn hơn, mệt hơn một xíu. Đó là đi tạo ra hiệu ứng animation cho nó. Bây giờ việc đầu tiên, đến công đoạn animation nha. Mình muốn khi hover vào con hình này này, thì cái hình này này, nó sẽ bị zoom to ra thì sao? Mình có chấm kẹt khi hover vào. Thì chấm email này này. Đây, ban đầu cái tấm email này mình đang để mặc định cho nó như sau. Nghĩa là
kích thước mặc định và quay một góc 20 độ. Mình dán xuống dưới đây và mình thay đổi thông số của nó từ 1 lên 1.2 chẳng hạn, để bự hơn một xíu, rơi vào đó, bạn thấy không? Và hơn nữa mình muốn nó quay thêm một góc 30 độ. Đó, nó như thế này. Bây giờ khi nó quay như thế này á, mình muốn nó bị lùi về bên bên tay phải một xíu thì sao? Chẳng hạn mình cho nó thêm một cái transform, transform translate, mình muốn nó lùi về bên tay phải thêm 10 pixel nữa và lùi lên góc tầm âm 20 pixel. Thử lại. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ bị lôi về bên tay phải. Đó, để hiểu mình muốn. Tiếp tục với cái background sau này, cái bóng của nó mình cũng muốn tạo cái bóng nó bự hơn theo thời gian thì sao? Mình có lại kẹt hai chấm cũng hover, nhưng lần này nó sẽ hover vào cái image effect, image after, sorry mọi người, after after chính là cái bóng đó mọi người. After cái bóng mà định ban đầu là width 70% đúng không, thì bây giờ mình cho width lên 90%. Đó, thử lại này. Đó, mọi thấy không? Và cuối cùng là mình cho nó cắt qua 30 pixel, xem được biết cắt qua trên này nó là 30 pixel sẵn chưa. Ok, đâu xem thử này, image after xem mặt định nó đang là bao nhiêu. Image after mặt định cũng là ra bằng 30 pixel vậy thì thôi, mình khỏi cần. Mình thấy như thế này ổn rồi đúng không? Tiếp tục, mình muốn những cái này nó đang bị ẩn, sau khi hover vào nó mới hiện lên để người dùng có thể tùy chọn click vào để thêm giỏ hàng hay không thì sao, thì mặc định mình phải ẩn nó đi. Áp cả thể y này, mặc định mình chỉ cho nó opacity bằng không. Đó, opacity bằng không nha. Tiếp tục, mình muốn nó bị lui xuống bên dưới một xíu là dùng transform translate bằng không, không phải nó bị lui xuống tầm 10 pixel để khi hover vào nó hiệu ứng trồi lên. Mình có là kẹt hai chấm hover vào thì sao, thì cái áp kẹt này, cái thể y đó nó sẽ có opacity bằng một, nó sẽ có opacity bằng 1, hover vào thử này. Đó, nó đang nằm ở đây. Nhưng mà cái transform của nó, mình cũng muốn nó bị dừa dồi lồi lên thành mặc định translate. Hồi nãy là translate bằng 0 với 10 đúng không? Thì bây giờ 0 với 0. Thử lại nha. Đó, đang lồi lên mọi người. Đồng thời áp dụng công thức đó đối với những cái hai cái bên cạnh này luôn. Thì sao? Hai bên cạnh này cũng là opacity 0 và translate bằng 10. Đối với after và before, dán vào đây. Mình muốn làm 20 luôn nha. Để nó có độ trôi hơn so với bình thường. Nó bị trôi trôi, thì nó bị chậm hơn. Rồi tiếp tục, cầm chân C ở đây. Bởi vì mình biết được chung được, bởi vì đều là opacity lên 1 và transform về mặt định á, nên mình có thể biết chung. Như là áp kẹt thì mình cũng muốn từ opacity 0 đến opacity 1 thì before của nó cũng có thể biết chung. Ngoài ra cái after mình cũng muốn lên opacity 1 và transform về 0.0 luôn thì cũng biết đây luôn. After, sau đó mình khóa này đi, để này lên và chạy thử. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy là cái đằng sau này nó bị nháy hơi bị mạnh không? Đó, nháy hơi bị mạnh như thế này là có điểm hơi khó phê rồi. Mình muốn tạo ra hiệu ứng tốt hơn một xíu thì mình nên kiểm tra lại. Translate bằng 0 và 20. Đây mình chưa cho nó một cái transition đó mọi người, bởi vì nó nháy một cái liên tục luôn, phải cho nó một cái transition bằng 0.5 giây đi, để nó từ từ hiện lên thôi, nó không vội vã. Thử lại. Đó. Vậy đây chính là thành quả của bọn mình. Ấn vào, đổ vào màu đen, đổ vào xanh, đen, ấn vào thả ra, hô vào. Vậy là kết thúc bài này rồi. Chúc mọi người học tốt, làm tốt nhé. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu có câu hỏi nào mọi người cứ đặt ở bên dưới nhé. Vì khả năng thiện cảm của mình cũng hơi kém, mình nói có thể mọi người sẽ không hiểu, nhưng chỗ nào không hiểu mọi người cứ nói nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.